Xin chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại của Niềm Phát. Thì hôm nay em xin gửi đến bà con các mẫu giống mà bên em sẽ kinh doanh trong năm 2022, năm nhâm dần. Thì đây là các nguồn ốc giống mà bên em dưỡng cho bà con. Thì bên em có một cái quy trình dưỡng giống khép kín và con giống sẽ được kiểm tra rất là kỹ lưỡng và nghiêm ngặt trước khi xuất bán cho bà con, để đảm bảo là con giống lúc nào cũng có chất lượng tốt nhất, qua đó giúp bà con nuôi được đạt hiệu quả cao nhất. Và mẫu giống đầu tiên mà bên em muốn gửi đến bà con đó là mẫu ốc bu đen giống mẫu 1. Thì mẫu này với 100g nó sẽ đạt được số con là 3.000 con. 1.000 con thì nó sẽ là 30g và 1kg nó là 30.000 con. Với mẫu ốc giống này thì kích thước nó sẽ là từ hạt tiêu trở lên và con giống sẽ được thường dưỡng từ 14 ngày trở lên. À, vì sao là 14 ngày? Thì đó là một cái quy trình dưỡng giống của bên em. Bên em có một quy trình dưỡng giống khép kín và rất là nghiêm ngặt. Quy trình đó được thực hiện từ lúc ấp trứng cho tới trứng nở và kéo dài cho tới ngày xuất bán để đảm bảo được các yếu tố sau. Thứ nhất đó là chất lượng con giống. Thì chất lượng con giống là nó quyết định từ khâu ấp trứng. Vì vậy khi ấp trứng thì bên em sẽ ấp trong một cái điều kiện nhiệt độ và độ ẩm rất là lý tưởng để đảm bảo khi mà ốc nở ra nó sẽ có tỷ lệ sống cao nhất. Và tiếp đến đó là khi con giống được nở ra thì chắc chắn là sẽ có một số con kém chất lượng. Thì không riêng gì về con ốc giống mà tất cả các loài khác cũng thế. Trong một lứa trứng khi mà nở thành con thì sẽ có một số con kém chất lượng. Thì không phải là một quả trứng khi nở ra là 100% con giống từ quả trứng đó để sống hết. Và những con giống kém chất lượng này nếu chúng ta không tách ra khi chúng ta nuôi thì nó sẽ bị hao hụt. Vì vậy trong quá trình dưỡng giống của bên em thì bên em sẽ tiến hành bóc tách, loại bỏ những con giống kém chất lượng ra. Thì bên em có một kỹ thuật và cách để loại bỏ những con giống đó. Thì đó cũng là một cái nét riêng và cũng là một cái chất lượng của con giống bên em so với những người khác. Thứ hai đó là về kích thước. Thì về kích thước con giống là phải đồng đều. Nhưng con biết thì khi sức con giống chúng ta sẽ căng chứ không ai điếm cả. Vì con giống sức là tính bằng ngàn, hàng ngàn con mà đếm thì chúng ta sẽ không thể nào đếm nổi. Vì vậy chúng ta sẽ bắt đầu căng lấy mẫu. Chúng ta sẽ đếm trong từ khoảng 100 đến 1.000 con. Như là cái mẫu 1 của bên em là 1.000 con nó sẽ là 30g. Thì nếu bà con mua 10.000 con thì bên em sẽ nhân lên và căng là 300g cộng thêm 20% cái phần hao hụt. Vì vậy nếu chúng ta căng con giống thì chúng ta cái kích thước của con giống là phải đồng đều thì nó mới chính xác được. Nên khi trong quá trình dưỡng giống sau khi mà được bóc tách các con giống yếu ra thì bên em lại tiếp tục tách thêm một lần nữa, tách những con giống mà không đạt được cái trọng lượng theo yêu cầu để đảm bảo cho con giống được có kích thước đồng đều nhất trước khi xuất đến bà con. Thứ ba đó là về dưỡng chất. Thì con giống bên em trong suốt quá trình dưỡng nó đều được bổ sung các loại dưỡng chất và các cái kháng sinh để đảm bảo sức sống như ngăn ngừa các loại bệnh, mà đặc biệt đó là bệnh đường ruột. Mà khi mà con ốc bị bệnh đường ruột thì nó sẽ dẫn đến sinh con. Và cuối cùng đó là con giống của bên em trước khi xuất đều được kiểm tra cái sức ăn. Thì cái sức ăn của con giống nó sẽ quyết định đến cái chất lượng của con giống. Nếu mà một nào mà không đạt được cái chất lượng theo cầu bên em sẽ không xuất. Về cái giá thì cái mẫu 1 này bên em sẽ xuất với 300 đồng một con. Thì nếu bà con nào mà mua ký thì bên em sẽ căn theo ký. Thì cứ là 100g là 3.000 con thì chúng ta cứ nhân ra số tiền. Như bà con biết là bên em đã kinh doanh và sản xuất con giống là năm nay đã là năm thứ tư. Thì bên em có một quy trình rất là nghiêm ngặt. Vì vậy cái giá của bên em lúc nào cũng sẽ nhỉnh hơn đối với những người khác. Nhưng mà đổi lại thì chất lượng của con giống bên em rất là đảm bảo. Và cùng với cái đội ngũ tư vấn của bên em có tư vấn 24/7 qua cái số hotline cũng như cái số Zalo mà bên em để trên góc màn hình đó. Thì bà con cần gì về con giống hay là tư vấn thì cứ gọi vào số đó hoặc là kết bạn Zalo, nhắn tin thì bên em sẽ trả lời. Còn về cái giá cả và hình ảnh thực tế thì bên em đều có để trên cái trang web hoặc là của trại bên em là upbuden.com. Thì bà con có thể tham khảo hoặc là cần gì thì có thể gọi vào số hotline hoặc là nhắn tin qua cái số mà Zalo bên em đã trên màn hình đó, bên em sẽ tư vấn tận tình cho bà con.
Còn về cái khâu hậu hục á, thì bên em sẽ bù cho bà con 20% trên tổng cái đơn hàng mà bà con mua. Thì nếu mà bà con mua 2.000 con thì bên em sẽ tặng cho bà con 20%, đó là 200 con. Còn về cái khâu vận chuyển từ trại của bên em đến cho bà con thì bên em đã có kinh nghiệm trên 4 năm và đã vận chuyển đi khắp các tỉnh miền Trung và miền Nam, từ đất mũi Cà Mau cho tới Đà Nẵng, đi từ 3 đến 4 ngày thì con giống luôn được đảm bảo cho bà con, nên bà con cũng không cần phải lo lắng gì vấn đề đó. Vì nhiều bà con là muốn là bên em giao tặng nhà, thì nếu bà con nào mà mua số lượng lớn và có ký hợp đồng của bên em thì bên em sẽ ship tặng nhà và thả cho bà con. Còn nếu mà bà con nuôi với cái đơn lẻ thì bên em sẽ ship xe khách. Tuy là ship với xe khách nhưng bên em luôn đảm bảo và có cái chế độ là bảo hành con giống cho bà con, đảm bảo là bà con phải thả về, thả là phải nuôi được. Còn việc mà cái thả tặng ao á thì bên em thấy cũng không quan trọng lắm, mà quan trọng nhất đó chính là cái chất lượng con giống, cái môi trường nuôi và là thả. Thì về cái chất lượng con giống thì bên em đã trình bày trong cái quy trình như phía trên á, thì bà con khỏi lo. Còn về cái khâu chuẩn bị môi trường và cách thả thì bên em có một cái đội ngũ tư vấn xuyên suốt. Khi mà bà con đặt giống thì bên em sẽ tư vấn rất là nhiệt tình, cũng như hướng dẫn bà con qua các video, các thực tế trên kênh YouTube là Trang trại Phú Điền Đồng Tháp của bên em, thì bà con cũng không cần quan tâm về cái vấn đề này. Thì tiếp đến đó là cái khâu hỗ trợ đầu ra cho bà con. Thì bên em có liên kết với rất nhiều các cái nhà hàng lớn nhỏ trên cả nước về cái đầu ra của con ốc thịt, nên cái vấn đề này bà con cũng không cần phải lo. Bên em sẽ ưu tiên thu mua cái ốc thịt cho những bà con nào mà đã lấy giống của bên em theo cái giá của thị trường tại thời điểm đó. Và bên em có ký hợp đồng chọn gói đối với những bà con nào mà có nhu cầu đầu tư nuôi với số lượng lớn. Thì sau khi hai bên thống nhất và ký hợp đồng thì bên em sẽ thực hiện là tư vấn thiết kế môi trường cho bà con, cung cấp con giống chất lượng, hỗ trợ kỹ thuật trong suốt quá trình nuôi. Và khi mà bà con xuất bán thì bên em sẽ xuống tặng ao để thu mua ốc thịt cho bà con, giá thì sẽ theo cái giá thị trường tại thời điểm thu mua. Rồi tiếp đến thì bên em cũng sẽ giới thiệu tiếp bà con về cái mẫu ốc giống thứ hai, đó là mẫu ốc bu đen giống mẫu 2. Thì cái mẫu này là với trọng lượng là 100g nó sẽ đạt được là 2.000 con. Thì 1.000 con là nó sẽ bằng 50g và 1kg nữa là 20.000 con. Thì kích thước nó sẽ là từ hạt đậu nành trở lên. Và con giống này sẽ được thuần dưỡng 21 ngày. Thì đây là cái mẫu mà được dưỡng thêm một tuần nữa so với mẫu 1. Thì cái quy trình là cũng được dưỡng khép kín và rất là kiểm tra rất là nghiêm ngặt để đảm bảo chất lượng con giống của bà con. Thì với mẫu 2 này thì bên em sẽ xuất với giá là 400 đồng một con. Thì nếu mà con nào mua ký thì cũng sẽ căng lên, 100g sẽ là 2.000 con và chúng ta sẽ nhân lên ra cái số tiền. Thì về hình ảnh và giá cả thì cũng sẽ có cập nhật đầy đủ trên cái trang web ocbulen.com. Hoặc là bà con nào muốn tham khảo thì cần tư vấn thì cứ kết bạn ngoài Zalo, bên em sẽ gửi đầy đủ hình ảnh cho bà con tham khảo. Thì ngoài hai cái mẫu là mẫu 1 và mẫu 2 thì bên em cũng có kinh doanh thêm cái mẫu lớn hơn, đó là mẫu 3 và mẫu 4. Nhưng vì hai cái mẫu này là dưỡng khá là lâu và cũng cái độ thích nghi cũng rất là thấp và cũng rất là khó nuôi, thì vận chuyển cũng không được xa, nên thường là bên em sẽ xuất là xuất mẫu 1 và mẫu 2, xuất mẫu 1, mẫu 2 cho bà con dễ nuôi hơn. Mà nếu mà bà con nào mà cũng muốn mua mẫu 2, mẫu 3, mẫu 4 thì bà con cứ đặt trước. Bà con phải đặt trước thì bên em sẽ dưỡng tới đó và gửi cho bà con, nhưng mà sẽ số lượng sẽ là hạn chế. Tất cả các con giống về ốc bu thì bà con cũng có thể tham khảo trên trang web. Thì ngoài con giống ốc bu thì bên em cũng có kinh doanh thêm một loại giống khác, đó là giống ốc lác hương hay còn gọi là ốc vịt. Thì đây là ốc lác của Việt Nam nha bà con, không phải là ốc lác Campuchia. Ốc lác hương thì nó sẽ có kích thước nhỏ, khi mà thành phẩm thì tầm khoảng 45 con một ký, thịt ăn rất là ngon và giòn. Về mẫu ốc lác hương thì bên em có hai mẫu là mẫu 1, mẫu 2. Thì bà con cũng sẽ có thể tham khảo trên kênh trang web ốc bu đen hoặc là kết bạn qua Zalo, cái số mà bên em bên góc phải màn hình đó. Bà con cần gì thì cứ kết bạn, bên em sẽ tư vấn cho bà con. Thì ở trên đây là các cái sản phẩm ốc giống mà bên em sẽ mở bán trong năm 2022, năm nhâm dần. Thì em cũng xin kết thúc video tại đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Thì nếu bà con nào có nhu cầu về
con giống hoặc cần tư vấn gì thì bà con có thể gọi trực tiếp vào số hotline hoặc là cái số Zalo, cái số mà hiện trên góc phải màn hình đó. Rồi xin chào bà con, hẹn bà con các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.